Quạt cầm tay Xiaomi Zmi AF215 với thiết kế siêu nhỏ gọn được gia công cực kỳ tốt với vật liệu ABS cao cấp, bền bỉ, chống bám mồ hôi dấu vân tay, sử dụng linh hoạt đặt trên bàn hoặc cầm tay đi chơi du lịch. Thiết kế tắt mở nguồn an toàn, nhấn giữ 3 giây để tắt hoặc mở quạt, tránh tình trạng bị đè nút tự động mở quạt khi để trong ba lô túi sách cùng nhiều đồ vật khác, tránh gây nóng, chập cháy và nguy hiểm. Thiết kế 7 cánh quạt tạo gió tự nhiên mềm mại cho người sử dụng, cảm giác khoan khoái, dễ chịu. Động cơ không chổi than mạnh mẽ, độ bền cao và đặc biệt êm ái. Pin dung lượng cao lên đến 3350 mAh, cho thời gian sử dụng lâu dài có thể lên đến tối đa 12 giờ. 3 cấp độ gió điều chỉnh linh hoạt, thời gian sử dụng tương ứng với 3 cấp độ từ nhẹ đến mạnh lần lượt là 12 giờ, 9 giờ và 4,5 giờ. Thiết kế thông minh, có thể tháo rời mặt lưới phía trước bằng cách xoay ngược chiếc kim đồng hồ, dễ dàng vệ sinh và làm sạch quạt. Cổng sạc micro USB thông dụng và tiện lợi, dễ dàng cắm sạc với nhiều nguồn điện khác nhau.